sự hiện ra của cặp đôi Nguyễn Lương Lụ 28 tuổi và Phan Thị Ngọc Thủy 24 tuổi trên sân khấu bạn muốn hẹn hò số đã trở thành chủ đề lôi cuốn rất nhiều bình luận của người theo dõi ngay sau khi lên sóng vào tối ngày hôm qua ngày 29 tháng 10. Từ câu chuyện tình yêu gàn khờ kéo dài tới 10 năm của cô gái Ngọc Thủy, sự quảng hồn dài của chàng trai Lương Lưu về vấn đề số mệnh, tuổi tác trong tình yêu, cho tới màn giải quyết nội bộ giữa ông Mai bà mối quyền linh, nam thư, đều khiến người hô khác là chú ý. Trước khi đăng ký nhập cuộc chương trình mai mối, Ngọc Thủy đã từng trải qua một mối tình kéo dài tới 10 năm, bắt đầu từ khi cô mới chỉ 12 tuổi. Trong khoảng thời gian kéo dài tới cả thập kỷ ấy, Ngọc Thủy và bạn trai đã từng chia tay nhau một lần sau đó thì quay lại. Nhưng tới Triêu Thay, thời điểm đó bạn trai Thủy đã lập gia đình mà cô không hề hay biết, đến khi biết thì anh ta còn ngon ngọt dụ dỗ, anh sẽ bỏ vợ cô gái trẻ non gàng, bồng bột tin vào tình yêu của người đại trưởng phu đó, tin vào những gì anh ta hứa và tin vào trực giác của mình để kỳ vọng một thứ tình yêu sai trái. Và lòng tin của cô đã bị phản bội, anh ta thẳng nhiên tuyên bố với một người khác, tôi gàn sao tôi bỏ vợ. Ngọc Thủy chia sẻ về câu chuyện tình kéo dài tới 10 năm của mình. dấp trượt trong tình yêu đầu đời đã khiến cô gái Ngọc Thủy trở nên khỏe khoáng hơn và sau 2 năm, sau cùng thì cô cũng có đủ quyết tâm, tự tin để đi tìm cho mình một tình yêu mới. Người được mai mối với Ngọc Thủy lần này là anh chàng Lương Lựu. Chàng trai 28 tuổi là người hoảng hồn cho nên, nên dường như chuyện tuổi tác của đối phương với anh rất quan trọng. Khi bắt gặp trực tiếp Ngọc Thủy, anh chàng đã liền hỏi tuổi cô là con gì khi biết Ngọc Thủy là tuổi hợi, tuổi xung với anh lụ tuổi thân, anh chàng đột có chút quảng hồn ngại. Dù liên tiếp bày tỏ chuyện tuổi tác không quan trọng, nếu có duyên sẽ thành, nhưng biểu thị của anh lại khiến hai có chút lo ngại. Nam Thư liên tiếp khuyên nhủ chuyện tuổi tác trong tình yêu không quan trọng, không quyết định được cuộc sống cũng như hạnh phúc của họ. Liệu sự khuyên nhủ này có tác dụng? Bạn muốn hẹn hò cặp đôi lương lụ và ngọc thủy?